Ông ở đây nói về cái độ bự á thì ở đây tùng bộ bự luôn. Mà mạch á thì nè, ổ này cũng bự lắm nè, ổ này tự to lắm á. Ổ này thì còn được được nè. Trời ơi là trời, phấn nhiều quá nhiều luôn. Sáng em chưa có để xe cách xe đâu mà cả nhà. Xe em còn dục bên kia. Đi thử coi có không. Ai về ông thì đầy. Mà mệt thì quá quải luôn. Xe em dục bên cái đường bên kia là đó. Lũi vô đây là gặp được hai ổ rồi. Thôi, lỡ lên đây được cả nhà. Cố gắng kiếm thử coi ngày nay sao con này nha. Để khi nào có thì em sẽ quay lại cho cả nhà xem tiếp nha. Hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã ghé thăm cái kênh của ông Đường Thuận của em ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em lại đi kia bắt ong cả nhà. Nhưng hôm nay em đi kiếm luồng mới. Ở đây chắc cũng là ở khoảng chừng 10 cây nữa là tới Hàm Thuận Nam cả nhà. Bữa đi lấy xe đó cũng để ý được mấy chỗ này, lên đi thử mọi người. Rồi, chừng nào gặp của ông khác nữa thì em sẽ quay cho cả nhà xem. Sáng vô em cũng gặp một ổ thôi. Mật thì cũng được, gặp hai ổ lấy được con ổ, còn ổ kia mật yếu quá. Rồi, tiếp tục đi thôi cả nhà. Trong này em phát hiện có một tổ này mọi người, nó phóng ra từ hướng này nè. Nó ở đâu nó không biết nữa. Đây. Dây nhợ và cái gai này nó nhiều ghê đấy chứ. Cha là mẹ ơi, phấn. Cái gai. Ui. Ổ này cũng bự cho bá lửa cả nha. Cà phá lửa luôn. Ôi trời ơi, phấn gì mà ác liệt vậy này. Phấn quá dữ cả nhà. Đừng có lôi. Ông ở đây thì bao bự luôn, bao phấn luôn. Trời ơi, bự. Cái điện thoại nó tắt công như này. Này cái nha.
thì bự lắm. Phấn nhiều quá cả nhà. Rồi trong 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 này được, tổ này được. Tổ này thì non, không biết sao mật. Mật cũng ngon sao. Ké nhiều quá. Dắt vô tiếp tục đi thôi cả nhà. Em cũng đã đưa cái xe đi dời ra chỗ khác rồi cả nhà. Khu này thì rất là xa cái khu Thanh Long hồi nãy rồi. Thì em vô tới đây em cũng cắt được một ổ nó già quá cả nhà, nó không còn con ong nữa, còn cái miếng mật nè. Là đi sáng giờ là đi tìm luôn, là đi sáng giờ là được có một cái ổ đó. Với một cái bọc này, cái bọc này cũng gần 1 xị đó mọi người. Cũng nhiều lắm, cũng gần 1 xị lắm, là sáng giờ em bắt được 2-3 ổ đó, đem vô chung vô đây nè. Rồi bây giờ em sẽ để xe ở đây, đi tuần cái khu này thử coi có ong không mọi người. Nãy gặp cái anh chủ điều, anh kêu là đây người ta đi như là đi rừng cả nhà. Rồi bây giờ em đi kiếm nha, khi nào mà gặp được cái ổ mới thì em sẽ quay cho cả nhà xem. Đây cũng gần đồi rồi, đồi ở sau lưng em nè, nhưng mà nó mắc cái lùm le không thấy được. Rồi, đi kiếm thôi cả nhà. Trong cái đó đó cả nhà, cái lùm đó đó có mấy con nó loay hoay ở đó đó, hình như là có một ổ đó đó mọi người, nhưng mà không có được bự gì á. Để bây giờ em lên em cắt nha mọi người, cắt chỗ tới ổ ong này em quay cho cả nhà xem nha. Em đã lấy xuống rồi này cả nhà, mật thì đẹp lắm mà nó lép, nó vậy lại ké nè. Đó, ké quá trời ké luôn. Thôi ra xe đi khu khác nữa cả nhà, quẩy quá, kín quá nha, em không có quay được. Đi thử cái khu này gì đâu ké không. Ở đây có dấu đồng nghiệp cắt cái ổ ong này rồi mọi người, có dấu leo lên nè, nhưng mà em vẫn thấy trên đó có một ổ nhỏ kìa, đó là cả nhà. Rồi bên góc cũng lùm này luôn, bên kia có một ổ nữa. Ổ bên kia thì em thấy mắng máng thôi chứ không có thấy rõ cả nhà. Để em leo lên trên em coi thử nữa, nó bự thì em quay cho cả nhà xem nha. Cái lùm này cũng không có dễ ăn nè, nó dày kịch, leo lên cũng cái tre ở trong rừng này sao mà nó cứng ghê cả nhà, cách muốn mẻ kéo luôn. Để lên trên em coi quay cho cả nhà xem. Có một con chó kiểu như là nó chưa bao giờ nó gặp người hay sao cả nhà, nó sủa gì đâu mà nó sủa nãy giờ là một tiếng luôn đó. Em quần mấy chục bụi le ở đây với lại lũi xung quanh suối ở đây nè, nãy giờ là hơn một tiếng rồi đó mà nó vẫn còn sủa. Này thì nu nè, nu thì được 1 xị.
Vậy đi. Không biết là phải em bắt đúng ổ đó hay không, hay là nãy giờ em ngó lên đó thấy ổ khác hay sao đó cả nhà. Thấy không đúng. Ông này là ổ này là em nghĩ là nó mới nè, cái dấu ông nào cắt đây là cái đâu rồi, đây là cái tàng đây nè, tàng đây với tàng đây nè, đây nè cả nhà, cái tàng đây nè, cái cục phấn còn đây luôn nè, mới cáo luôn thấy không? Nhưng mà em vẫn thấy đó một ổ nhỏ trên kia nữa cả. Với lại ổ này nó nằm đây thì ông cũng không thấy luôn. Tổ này thì cục mạch eco nè mọi người. Vậy nè. Phấn thì ổ này ít nè mọi người. Nó nằm ở dưới cái kèo. Rất là dễ cào. Rồi, để giờ em lên em cắt cái ổ đó luôn. Ổ đó thì em không quay cả nhà. Cắt xong rồi đi luôn. Ổ chút xíu à. Rồi, tiếp tục đi kiếm ổ khác cả nhà. Ở trên cái nóc kia có một tổ rồi mọi người. Đó. Đây nè. Đó đó cả nhà. Thì nãy em có đi bên kia kìa. Thì em bắt có 3-4 ổ ở đầu đó đó. Nhưng mà em thấy có cái bầy nước đó. Bầy ong nó ăn nước ở chỗ này nè. Nó bắn lên đó. Rồi nó cũng có bắn ngược lại lên đây bên cả nhà. Cho nên là em đã lên tới đây và em đã thấy được một ổ cả nhà. Thì em lên em cắt xuống cho cả nhà xem nha. Ông này chắc là ông dữ lắm cả nhà. Em ngồi đứng dưới ở đây là em thấy cái cục mạch nó lù lắm đó. Mà không biết là nó lên lên này nó làm sao đây. Mạch ở nhìn ở dưới thì nó lù lắm cả nhà. Chỗ non. Dính cây lung tà la gì hồi nữa chứ. Trời ơi, mặt nó chảy ra mọi người. Siêu khủng à. Mất nè mọi người. Ra ngoài này nó trống cái là nó lên đồi lên đi cái là nó mệt ghê lắm cả nhà. Ôi giời ông à. Mệt tôi lử luôn cả nhà ơi. Ghê luôn cả nhà. Để xuống cái đá rồi quay cho cả nhà xem. Không biết nó đụng cái gì nó cào mất. Ổ ong nó bể đi. Ủa ghê nhá.
này em thấy nó bắn, nó bắn lên đây cả nhà. Đi ở trong này nó ong nó nụ hơn à. Ở biển ngoài kia nó. Cục mật này cả nhà. Nó thử lử luôn. Nè. Nó nụ à. Ôi, phấn thì cũng có nè mọi người, nhưng mà nó nằm ở dưới. Cục mật này trời ơi, cục mật này là xì rử, siêu phẩm, siêu nù. Quá VIP luôn cả nhà. Rồi, em dắt vô. Tiếp tục là đi kiếm ổ khác cả nhà. Chó nó sủa gì đâu mà nó sủa hồi nãy giờ. Em đi nãy giờ, em đi từ hồi sáng tới giờ mà biết bao nhiêu là tiếng rồi mà giờ nó vẫn còn sủa cả nhà. Ba rỉ nó sủa gì mà nó chưa bao giờ nó thấy trai đẹp hay gì nè. To ghê. Rồi, đi tiếp cả nhà. Em đi ngang qua cái đường này nè cả nhà, nhìn thấy trong này nè có một ổ đây. Ổ này mà ăn được chắc cũng không dễ đâu. Vài táo không. Nó nằm ở đâu đây? Trời ơi, gai táo không à. Mà cái ổ ong nó nằm ở đâu? Bắt ta từ qua hướng khác. Gai nó lôi ghê gớm luôn. Xuống dưới cả thứ. Cái này hồi sáng em cũng lũi vô đây rồi mà sao không thấy đâu. À, trên kia là mọi người. Trên nóc kìa. Hồi sáng em cũng lũi vô đây rồi mà không thấy cả. Giờ em đi quằn về xe này cả nhà. Thấy cũng lớn lắm. Leo lên đây mới bắt được này. Cũng lớn lắm cả nhà. Hy vọng là cục mật nó nù thôi chứ. Ong ở đây lớn thì nó lớn thật rồi đó. Mà nù nó không nù, nó không nù. Ăn được cục ong khổ lắm cả nhà ơi. Đừng mua, đừng có trả giá dùm cái. Nếu như mà mình thấy đắt quá thì mình đi qua cái kênh khác hoặc là cái người khác á, người ta bắt á, người ta bán. Chứ mình đừng có vô mình chửi rồi mình nói này kia mệt quá. Mấy cha mấy mẹ có tiền mấy cha nói sao được hết á. Cứ bình tĩnh cái coi. Rõ ràng là nó bắn vô trong dưới kia mà sao nó lại lên trên đầu này ta. Lại nó dụ mình à.
gai không ăn được. Ủa ông này thì chà bá lửa luôn, to khủng bố luôn, không biết nó có mật không thôi. Coi trong video tưởng đâu là bắt dễ lắm, có đâu cha ơi cha. Ui. Giờ ổ này già nè, em lấy cái tàn xuống luôn cho cả nhà xem coi thử nó có bự bằng cái nón này không nha. Quá bự luôn chứ không phải là bự nữa. Mà cái cục mạch thì em thấy nhỏ. Coi thử nó có quay không cái đó. Cái này cũng có người đi rồi cả nhà, nhưng mà mấy ổng cũng làm biến lũi gai không ai vô bắt. Bắt ổ nào dễ dễ thôi chứ. Tối qua ông rồi cả nhà ơi. Có khi nào ổ này lít trong trời. Thấy bự dữ thần vậy nè. Ủa cũng có thật đó nha. Đúng giỡn. Ủa rồi máu me chạy hồi nào đây rồi trời. Bỏ tay vô là khó lấy quá cả nhà. Đây, giờ tôi đưa cái tàn này xuống cho mấy người xem nè.
có phải nó bự hơn cái nón tôi không, bự gần bằng cái nón không. Gái ơi là gái. Để châm đi thuốc cái đã. Nặng quá. Đây. Giờ tôi đưa cái nón ra nè. Cái nón này là cái nón bự nhất cái chợ rồi đó. Cái ô ong nè. Đó. Nặng quá. Cùng xem cái cục mạch này mọi người. Trời ơi. Nặng quá. Ủa hồi bữa 2 xị, ủa này là 2 xị rưỡi, 3 xị, 2 xị rưỡi đó cả nhà. Nói cho cố vô người ta chửi. Chọc ba lửa luôn cả nhà. Nặng quá. Gồng hết sức luôn rồi đó. Bây giờ em dắt vô đi ra xe cả nhà, mệt rồi. Cụ tổ của ông luôn này. Trời ơi cả nhà ơi. Thôi em vừa mới bắt cái ổ ong nằm cái lùm cái táo này nè mọi người. Em đi qua đây em ngồi em gọt phấn nè. Đây cái tổ nãy em bắt nè. À, đó. Em ngồi em nhìn vô cái lùm nhỏ nhỏ này, thêm một ổ bự chập bát nể nằm trong nước cả nhà. Trời ơi. Nó bự khủng khiếp trên nó luôn. Nhưng cục mạch thì nó nhỏ hơn hay gì đó thì em không biết. Đây nè. Đó cả nhà. Nó đen thù lùi đen nhám luôn nè, đó. Trời ơi trời. Nhưng mà tổ này hơi bị bắt, khó bắt đó nha. Tổ này thì quay không được rồi cả nhà ơi. Dây không. Trời ơi. Khi mà nó đã hên là nó hên liên tục luôn cả nhà. Kìa. Ngồi đó bọc cái lên thấy ổ ong bự. Trời ơi kìa. Ổ này cũng to dữ thần lắm cả nhà. Để em coi thử nó nù không. Ổ này không nù cả nhà. Ổ này không nù. Rồi bây giờ để em bắt xuống rồi em quay thành quả cho cả nhà xem nha. Chứ cái tổ này nó nằm trên cái nóc đó là thua. Hai tổ đều bự ngang nhau cả nhà, nhưng mà cái tổ này á thì là tổ đực nè. Tổ này mật thì cũng ngang ngửa ổ kia đó, nhưng mà nó không có đủ bằng ổ kia cả nhà. Ổ này nó bự hơn nè. Đó, ổ này nó bè mãi dưới này nè, bự hơn. Còn cái tổ này thì không quay chứ quay cũng không có quay được cả nhà, tại vì dây chạc tùm lum á, nó cánh quá thì cánh luôn cả nhà ơi. Ôi ôi ổ ong này được một cặp gần nhau luôn cả nhà ơi. Nặng quá, cầm không có. Mật bé ô luôn cả nhà. Được một cặp.
Ngày nay vậy là quá ngon rồi cả nhà. Đi tìm luồng mà như vậy thì thôi chết rồi. No luôn rồi. Rồi em dắt vô, tiếp tục đi ra xe cả nhà. Đi xe giờ cũng xa lắm mà. Đi gặp cái ổ ong này bắt nãy giờ bắt cả 20 mấy phút rồi. Nó cắn cả nhà. Bự chứ. Con này thì bự hơn nữa nè. Rồi, vô bọc thôi cả nhà. Cái chỗ em bắt hai ổ ong nó kế bên đây này mọi người, sát bên đây luôn nè. Chỗ đó đó, chỗ cái lùm đó đi lên đó. Thì ở đây em đã thấy được có một ổ đồng nghiệp cắt rồi nè. Nhưng mà sao ông không có bắt được hai cái tổ đó. Ông này ông xui ghê chứ, mình gặp được hai ổ đó. Chả bắt nến luôn cả nhà. Trời ơi, quá sướng luôn. Thôi, quăng ra xe cả nhà. Tới xe rồi cả nhà ơi. Ngày hôm nay may mắn quá cả nhà ơi. Quá may mắn luôn. Có cái ông nào đây, ổng đi bắt ong rồi. Ổng đi rồi cả nhà, nhưng mà ổng để sót lại một bầy luôn, em bắt được như đây luôn cả nhà. Được hai ổ thủ tướng. Còn ở dưới này được được 4 ổ này mọi người, 4 ổ với cái ổ nhỏ này nữa. Đó. Là 4 ổ với lại hai ổ này là 6 ổ. 6 ổ với lại thêm đây bằng này chắc cũng phải hơn 1 xị nữa cả nhà. Đó, em bỏ hai bọc luôn. Đó là hơn 1 xị nữa là ngày nay tổng thể chắc cỡ 2 lít mọi người. Nặng lắm rồi nhà ơi. Nói y như cái con trâu đực luôn. Cái ổ này thì nó phải nói là quá đỉnh luôn. Rồi, em xin tạm dừng clip tại đây cả nhà ơi. Hẹn gặp lại cả nhà những clip tiếp theo của em nha. Và hy vọng cả nhà xem ủng hộ em. Từ lúc trước tới bây giờ em bắt ổ nhỏ nhỏ không cả nhà. Nay em bắt được ổ bự em rất là mừng luôn. Em có nói những cái lời nói mà nó hơi bị ngáo đá cho nên là cũng mong cả nhà thông cảm cho em nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo nha cả nhà.